Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì như các bạn đã thấy là tới ngày hôm nay thì cũng được 4 tới 5 ngày mình ghép bông tai tượng Albino vào trong cái hồ này rồi. Và các bạn có thể thấy kết quả là tụi nó đã có thể sống hòa thuận với nhau rồi. Không hẳn là hòa thuận 100% đâu. Thi thoảng thì cái con tai tượng Albino bự nó vẫn cắn con nhỏ, nhưng mà cắn một cách rất là nhẹ nhàng thôi các bạn, không có vấn đề gì xảy ra cả. Đó. Và nghĩa là chúng ta đã ghép thành công cá mới vào hồ. Đó. Bạn thấy không? Ngày trước thì con Albino nhỏ không dám bơi ra ngoài đây đâu các bạn. Nó trốn trong cái góc máy bơm, nó trốn trong góc hồ. Còn tới bây giờ thì nó sẵn sàng nó bơi cùng hai con tai tượng lớn luôn. À, và để ăn mừng cho việc ngày hôm nay, mình sẽ thưởng cho tụi nó một bữa cá mồi đặc biệt. Đó. Đây thì đã lâu rồi thì tụi nó chưa được ăn cá mồi các bạn. Suốt ngày ăn thịt gà. Ăn thịt gà không à. Thế nên là ngày hôm nay mình đã mua cá mồi về cho tụi nó. Và các bạn biết những con cá mồi ngày hôm nay có gì đặc biệt không nào? Đây. Các bạn có thể xem. Thì các bạn nhìn nước rơi thế này thôi, nhưng mà thực chất mình đã sát trùng bằng xanh methylene rồi các bạn. Rất là sạch. Và đây là món cá mồi của tụi nó ngày hôm nay. Các bạn thấy lạ không nào? Rất là lạ đúng không? Thì đây là tụi cá rô mồi các bạn. Cá rô đồng. Ngày hôm nay mình đi chợ, mình thấy có cái anh bán một thau cá rô đồng như thế này. Và mình đã hỏi giá anh đó để có thể mua về cho tụi cá sa mồi của mình ăn. Và kết quả là giá khá là ok các bạn. Giá khá là ok. Mình mua với giá là 10.000 một lạng, nghĩa là 100.000 đồng một ký cái loại cá rô đồng như thế này. Tuy nhiên thì mình có trả giá thì anh có bớt cho mình 5.000 nữa các bạn. Thế nên là rất là rẻ luôn, rất là rẻ. Và tụi cá này size size rất là nhỏ, có thể vừa miệng được cho tụi cá tai tượng này, vừa miệng cho tụi cá ngân long này, và vừa miệng cho tụi cá sa mồi khác nữa. Đó, các bạn thấy không? Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của con cá rô. Đó, nhìn rất là đẹp, rất là đẹp. Thì các bạn biết là tụi cá rô nó rất là trâu bò. Thế nên mình không cần sục oxy thì tụi nó cũng có thể sống được. Đó. Các bạn thấy không? Thì mình nghĩ là ngoài chợ người ta bán cá rô đồng này để cho mấy người mà mua về để kho hay là để chiên giòn lên ăn. Nhưng mà mình thấy mình mua về cho cá ăn các bạn. Khá là phí đấy. Nhưng mà mình thấy là nó có lẽ nó tiết kiệm hơn cả tép cơ. Nó tiết kiệm hơn cả tép. Đây để mình nhử tụi nó cho sung một chút xíu rồi mình mới thả cá rô mồi vào các bạn. Sạch hơn chép mồi nha các bạn. Theo mình nghĩ là tụi cá rô mồi này nó sẽ sạch hơn chép mồi, tại vì người ta bắt nó từ ngoài ruộng về. Chỉ có ít thôi các bạn. Chỉ có một thau nhỏ nhỏ thôi, chứ không có nhiều. Đây để mình thả tụi nó vào trong. Ấy chà 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 chà. Ấy chà 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 chà. Các bạn thấy không? Thì mình để từ sáng tới giờ thì có một số con cá nó chết rồi các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Tụi cá tai tượng của mình nó rất thích cá mồi. Cực kỳ thích cá mồi luôn. Đấy, các bạn thấy không? Thả vào đây. Thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là cá rô mồi nó khác cá chép mồi ở một chỗ, đó chính là tụi nó không có bơi nhanh như là cá chép mồi. Đấy.
Thế nên là mình nghĩ là tụi cá tai tượng nó có thể dễ dàng bắt được những con cá rô mồi này. Đó. Nó bơi khá là chậm. Ồ, các bạn thấy không? Mà tính ra thì tụi tai tượng của mình nó hiện tại nó sung lên nhìn rất là đẹp các bạn. Đó. Một cú đớp rất là mạnh tới từ tay tượng châu Phi đen. Đó. Thì một con cá tai tượng size cỡ 5 6 ngón như thế này thì nó có thể ăn lên tới hơn 10 con cá rô mồi cỡ nhỏ thế này các bạn. Ăn rất là nhiều, sức ăn của nó hiện tại rất là nhiều. Thì nếu nhà các bạn không có gần tiệm cá cảnh thì chợ là một trong những nơi cung cấp nguồn thức ăn rất là dồi dào cho cá săn mồi của chúng ta, từ những con cá đồng nè, tôm, tép, tới những con cá người ta làm sẵn các bạn có thể mua về các bạn cắt cho cá săn mồi của chúng ta ăn cũng được, tới những con chạch nhỏ đều là thức ăn của tụi cá săn mồi rất là tốt các bạn. Đó. Ngoài ra các bạn đi chợ mua về thì các bạn có thể mua được với cái giá rất là rẻ và thức ăn rất là sạch nữa. Đó. Thì nãy giờ các bạn có thể để ý là chỉ có những con cá tai tượng của mình ăn cá rô mồi thôi. Còn riêng con trai cọp mặc dù đã sử dụng cái râu của mình chạm vào con mồi nhưng mà mình cảm giác là nó không có hứng thú lắm với cá mồi các bạn. Có lẽ là mình đã tập cho nó ăn thịt gà quen rồi, thế nên là giờ nó chưa có phản ứng với cái tụi cá rô mồi này. Các bạn thấy không? Bình thường là đớp rồi đấy các bạn. Bình thường là nó đớp rồi đấy. Nhưng mà ngày hôm nay nó khá là hiền. Đó. Và đây là bộ dạng của những con cá tai tượng của mình sau khi ăn con mồi khá là no rồi. Con nào con đấy các bạn có thể thấy bụng tròn xoe và những cái bộ vây xù lên nhìn rất là đẹp. Mặc dù tụi nó ăn no thì mình vẫn thả vào đây để tối thì tụi nó có thể ăn thêm hoặc con trai cọp nó đói thì nó sẽ ăn các bạn. Đó. Thì các bạn biết rằng tụi cá rô này nó sống rất là trâu các bạn. Nó sống rất là khỏe. Các bạn không cần sục oxy thì nó vẫn có thể sống được. Đó. Nó khỏe hơn cả cá chép mồi nha các bạn. Đó. Và để ý là miệng con tai tượng nó ngậm khoảng tầm 5 tới 6 con cá rô mồi các bạn. Nó nuốt không được, nó thở hổn hển kìa. Và các bạn có thể thấy cái đầu của cá rô mồi trong miệng con tai tượng. Tụi này ăn rất là kinh dị các bạn. Ăn rất kinh dị. Chuyên gia là nuốt con mồi vào họng và để nó ở đầu miệng. Rồi thì bỏ qua tụi tai tượng đi. Mình sẽ sang cho con ngân long của mình ăn. Đấy. Thì ngân long nó cũng rất thích cá mồi các bạn. Cực kỳ thích cá mồi. Và nếu chúng ta cho con ngân long của mình ăn cá mồi thì nó sẽ sung hơn rất là nhiều tại vì nó có thể đi săn được. Nó lùa theo cá mồi. Đó. Các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy nó đớp không? Rất là phê.
thì mình sẽ thả cho con ngân long của mình tầm 6 tới 8 con rùa mồi thôi, để nó có thể ăn. Nhiều quá thì nó ăn không hết các bạn, tại hồ này chỉ có con ngân long ăn thôi. Và các bạn biết gì không, là ngày hôm trước mình thả trong hồ này hai con cá lóc và sáng mai mình tỉnh dậy, bây giờ hiện tại trong hồ chỉ có một con thôi. Không biết một con nó đã vào bụng con ngân long khi nào, không biết các bạn. Mình có lẽ là mình nghĩ là con ngân long đã bắt một con cá lóc bông của mình đó, bạn thấy không, nó khá là dữ, nó khá là dữ. Thì mình nếu mình cho nó ăn cá rô mồi no như thế này thì nó sẽ không bắt con cá lóc còn lại, và con cá lóc còn lại thì nó cũng đang lớn rất là nhanh, thì nó có thể trốn được con ngân long các bạn. Rồi, video hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh cũng như like video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.